Dạ, mến chào tất cả cô chú, anh chị, quý nhà đầu tư ạ. Hôm nay Hùng sẽ làm chuyên mục nhà đẹp nha. Chuyên mục nhà đẹp của Hùng là chuyên review các những ngôi nhà đẹp và những mảnh vườn đẹp tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa. Hôm nay Hùng có thấy một cái căn biệt thự siêu to khổng lồ rất là đẹp. Thì cái căn biệt thự này á, nó nằm dưới chân núi Cô Tiên á. Thì khoảng mấy ngày trước Hùng cũng có review cho cô chú xem rồi. Nhưng mà đó là thời điểm ban ngày thôi, còn đây á, là vào ban đêm. Đây là khoảng 8-9 giờ ban đêm tại Việt Nam rồi đó. Thì thời điểm này là anh chủ đây ảnh bật điện lên, thì cái ngôi nhà biệt thự này siêu to này rất là rộng và đẹp đó. Thì Hùng sẽ làm một cái đoạn clip nhỏ giới thiệu review với cô chú. Sau này nếu mình có tiền mình lên trên khu đất biệt thự núi Cô Tiên, phường Vĩnh Hòa này nè, đó ngay chỗ xung quanh đây, mình làm một một lô hoặc hai lô rồi mình xây cái biệt thự tương tự giống như anh chủ đi cô chú à. Cô chú biết không, cái nhà này, biệt thự này thì khoảng mấy hôm nay là mới vừa xong hoàn thiện thôi, nhưng mà từ ngày mà có cái biệt thự dưới chân núi Cô Tiên này thì Hùng thấy là chiều chiều có rất là nhiều những nhà đầu tư hoặc là quý cô chú anh chị ở xa tới, họ tìm đất ở nơi đây rất là nhiều. Và dạo gần đây thì giá đất ở đây nó cũng tăng sùn sụt lên, và trong đó thì cũng có một phần lỗi của Hùng về việc tăng giá đất, đó là do Hùng cũng dẫn có thêm một số anh chị cô chú quý nhà đầu tư về nơi đây đầu tư và mua để ở, thì giá đất ở đây nó cũng góp phần tăng lên cô chú ạ. Đó, thì đây là một căn biệt thự rộng tổng khoảng 500-600 mét vuông. Đó, siêu to khổng lồ luôn. Mấy bữa thì Hùng quay ban ngày thôi, hôm nay Hùng sẽ quay ban đêm cho cô chú xem nhé. Quay xung quanh ở ngoài thôi chứ chỗ này Hùng không có được vào bên trong, do là Hùng cũng chưa có xin phép được ảnh cho vào bên trong, tại cũng nhà mới. Sau này nếu mà Hùng xin được vào bên trong Hùng review thì Hùng review cho cô chú xem. Nếu mình có điều kiện mà mình mua những mảnh đất bên này nè đó, những mảnh đất siêu to khổng lồ bên này là khoảng 400-500 mét á, mình làm cô chú thấy sao không? Mấy bữa nay là chỗ này người ta bắt đầu ta xây hết mấy cái gạch này bao quanh cái lô đất của họ, nhìn cho lô đất nhìn vào là thấy có giá trị liền đó. Thì sắp tới khu này nó sẽ mở một cái siêu thị nhỏ, siêu thị kết hợp bên kia là khu bến du thuyền đó, thì núi Cô Tiên. Đây là một vị trí vàng rất là đẹp và tiềm năng trong tương lai khoảng 2 năm đổ lại nữa thôi. Vài năm nữa thì giá đất ở đây sẽ bằng trong phố Nha Trang của mình. Hiện tại trong phố mà những nơi mà rẻ nhất là cũng đã dao động từ 70 cho đến 80 triệu một mét rồi. Đó, thì ở đây thì tầm còn giá của nó tầm khoảng 35 cho đến 42 triệu một mét. Tùy theo khu vực và vị trí, tùy theo hướng view cô chú ạ. Thì bây giờ Hùng sẽ đi một lượt sơ qua cho cô chú xem nha. Căn biệt thự này thiết kế theo phong cách của Nhật hay sao á, rất là đẹp. Hùng cũng thích cái căn biệt thự như thế này đó, ước mơ một đời ạ. Căn này Hùng ước là cũng gần 20 tỷ cô chú ạ. Nếu mà mình làm thì chắc 20 tỷ. Đây là mưa hình như anh chủ anh mướn kiến trúc sư anh làm sao á. Đây cô chú nhìn xem, ở phía trước của mình là cái biệt thự to quá đẻ luôn ha. Còn sau lưng của Hùng đang đi, ở dưới chân Hùng đang đi là những lô đất biệt thự cũng siêu to khổng lồ, diện tích của nó tầm 4 đến 500 mét đó. Thì để Hùng tìm hiểu coi ở đây có mấy lô. Sau này cô chú mà mua đất để ở đây á thì hãy liên hệ với Hùng nha. Đây là những lô đất này thì nó rất là gần biển. Đây mình bước ra một xíu là tới bến du thuyền, với lại bến du thuyền quốc tế, với lại bờ biển đi vào trong phố thì cũng rất là gần, khoảng 7 km thôi. Mình đi xe bộ, đi xe máy hoặc là đi xe ô tô đều được hết, thoải mái. Nha Trang mình được cái là bao quanh hết,
hai con đường đó là đường Phạm Văn Đồng với lại đường Trần Phú, chỗ nào nó cũng là đường biển hết cô chú, đi đâu cũng ra tới biển hết. À, cô chú nhìn xem ban đêm rất là đẹp lộng lẫy đúng không? Để Hùng phóng to lên. À, cô chú nhìn xem. À, tại Hùng xin không có được vào bên trong, chưa có xin nên Hùng không có quay được bên trong như thế nào cho cô chú xem cả. À, sau này có tiền mình làm một căn như thế này nha cô chú. À, sau này cô chú mà làm nội thất đồ bên trong á, đồ gỗ nội thất á, hoặc là thiết bị vệ sinh đồ này nọ thì hãy ủng hộ Hùng với nha. Hùng cảm ơn cô chú nhiều ạ. Còn hôm nào Hùng review cái công ty nội thất cho cô chú xem và nhà xưởng sản xuất thiết kế thi công luôn. Đây là con đường Triệu Quang Phục nè. Đây là một con đường trục chính của khu bến du thuyền này, bên núi Cô Tiên này. Và có một con đường đó là đường Lý Thái Tổ với lại đường Nguyễn Dữ, đó là ba con đường mà nằm trong trục chính. Đây đây là con đường biệt thự nè cô chú à. À, đường xe ô tô thoải mái luôn. À, mình để xe thích để đâu để, không có ai cản nói mình hết. À, cô chú nhìn xem đẹp không? Quá đẹp chưa đúng không? Ai mà không mơ ước được một cái căn biệt thự như thế này. Hùng nói thật là khu này bắt đầu từ mà ngày mà có cái biệt thự này là nhiều người rất là đi rất muốn đi tìm đất ở đây cô chú ạ. Và Hùng cũng bán được một hai căn ở trong đây thì cái chỗ này á, làm cho sau này rất là tiềm năng. À, cô chú mà nên về ở nơi đây, muốn gần biển Nha Trang thì mình chỉ có cái khu này thôi. Đi lên trên phố xe xôi thì không có đẹp, không có được gần biển mà rất là buồn. À, thiết kế rất là chỉnh chu bài bản. Làm rất là tự ý mỹ cô chú à. À, mấy cái đèn mà đèn năng lượng mặt trời kia là ảnh cũng bắt luôn á cô chú. À, bắt lên cho sáng cái khu này lên. À, cô chú nhìn xem. À, hôm nay là trời rất là tối nhưng mà Hùng cũng vì muốn phục vụ cô chú á nên Hùng cũng dành một ít thời gian để Hùng đi review cho cô chú xem. À, rất mong được cô chú yêu mến và ủng hộ cho Hùng. Nếu thấy hay hãy subscribe, đăng ký kênh và like, share, chia sẻ dùm Hùng với nha. À, bên dưới đây là có một cái biệt thự giống như cái lâu đài ấy, cô chú. À, sau của cái tòa nhà này này. À, cô chú nhìn xem. Để Hùng đi lùi 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 cho cô chú nhìn thấy rõ rõ tổng quan đẹp hơn nha. Khu này sau này rất là đông vui và nhộn nhịp. Và một yếu tố quan trọng nữa là nó gần biển và gần núi Cô Tiên nữa. Sau này núi Cô Tiên được quy hoạch rất là bài bản và đẹp lắm cô chú ơi. Rất là tiềm năng. Rồi. Ngồi cái biệt thự này ra thì chúng ta sẽ có một cái căn biệt thự siêu to khổng lồ ở đây nữa. Đó. Đây cũng là một biệt thự siêu to khổng lồ mà ngày xưa Hùng có review cho cô chú. Đó. Hả? Cô chú nhìn xem, đây là giống như một cái tòa lâu đài đó. Một cái lâu đài cổ mà kiểu của bên Ả Rập đồ cô chú. Rồi. À, Hùng cảm ơn cô chú đã yêu mến ủng hộ Hùng ạ. À. Thì đến đây Hùng xin chúc cho cô chú có một buổi tối thật là vui vẻ. Rất mong được cô chú đón nhận ạ. À. Và có bạn bè mua nhà mua đất tại Nha Trang giới thiệu Hùng nữa nha. Đây là mặt sau của căn nhà này. Ở đây vẫn còn trống nhiều lô đất lắm. Nhưng mà tạm thời Hùng chưa có nắm được chính chủ. Sau này Hùng nắm được chính chủ rồi Hùng sẽ giới thiệu đến cô chú ạ. À.
Rồi, 10 phút rồi Hùng, cảm ơn cô chú nhiều. Bye cô chú nhé.